Cùng với sự phát triển của thủ đô và đất nước, quận Cầu Giấy 20 năm đã không ngừng xây dựng và phát triển, tạo nên hình ảnh tốt đẹp về một quận mới trẻ trung, năng động, văn minh và hiện đại. Từ địa bàn ngoại ô của thành phố, đời sống lao động và sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ, nay đã trở thành khu đô thị tập trung phía Tây thủ đô, phát triển theo cơ cấu thương mại dịch vụ và công nghiệp xây dựng. Những thành tựu to lớn trên chặng đường 20 năm qua đã tạo nên những dấu ấn của sự phát triển trong lòng mỗi người dân quận Cầu Giấy. Quận Cầu Giấy vốn là mảnh đất cổ địa linh nhân kiệt, có cội nguồn lịch sử, văn hóa giàu bản sắc, bề dày truyền thống cách mạng với những tên đất, tên làng, những danh nhân đã đi vào sử sách Thăng Long và thời đại Hồ Chí Minh như tiến sĩ văn học, nhà thơ Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, đỉnh nguyên Hoàng Giáp Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Hoàng Thúc Trâm, phường Yên Hòa. Quận Cầu Giấy còn hội tụ nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích kháng chiến cách mạng đã được xếp hạng quốc gia và thành phố. Chùa Hà là một trong những địa danh tín ngưỡng nổi tiếng được khởi dựng từ thời Hậu Lê thuộc phường Dịch Vọng, là cơ sở cách mạng an toàn khu của xứ ủy Bắc Kỳ những năm 1941-1945, là địa điểm Thành ủy Hà Nội tổ chức họp bàn chuẩn bị tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945. Cách đây tròn 20 năm, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74 CP về việc thành lập quận Cầu Giấy trên cơ sở 1.210 ha diện tích đất tự nhiên của huyện Từ Liêm gồm 3 xã Dịch Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa và 4 thị trấn Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Mai Dịch. Ngày 1 tháng 9 năm 1997, quận Cầu Giấy chính thức đi vào hoạt động. Năm 2005, phường Dịch Vọng Hậu được thành lập trên cơ sở tách từ hai phường Quan Hoa và Dịch Vọng. Đến nay, quận Cầu Giấy có 8 phường. Ra đời vào thời điểm chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới, nhớ lại những ngày đầu thành lập, quận Cầu Giấy hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng đô thị thiếu đồng bộ, chưa được quy hoạch. Đội ngũ cán bộ của quận, của phường mới được sắp xếp lại, thiếu kinh nghiệm về quản lý đô thị, nhân dân chưa quen với nếp sống đô thị, công việc còn đầy ắp những bộn bề. Song, nhận thức được yêu cầu tình hình nhiệm vụ, hòa nhịp với sự phát triển chung của thủ đô và đất nước, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, của các đơn vị bạn, ngay từ ngày thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận vừa ra sức xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức, tập trung khắc phục mọi khó khăn, triển khai quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ được giao, chương trình công tác đề ra. Với sự định hướng, mục tiêu cụ thể và sự cố gắng đó, 20 năm qua, quận Cầu Giấy đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Cùng với đà tăng trưởng của thủ đô, 20 năm qua, kinh tế quận từng bước phát triển nhanh và khá toàn diện, tạo sự chuyển dịch quan trọng về cơ cấu theo đúng định hướng, thương mại dịch vụ và công nghiệp xây dựng. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh, tập trung vào các ngành dịch vụ có hàm lượng chất xám và công nghệ cao, thu hút nhiều lao động. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại có tốc độ tăng bình quân 17,6% một năm, chiếm 61,8%. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân hàng năm 13%, chiếm 38,2% trong cơ cấu kinh tế. Đóng góp vào sự phát triển kinh tế của quận Cầu Giấy, không thể không nhắc tới khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy. Đây cũng là khu công nghệ thông tin tập trung đầu tiên của Hà Nội và thứ ba của cả nước về lĩnh vực công nghệ thông tin. Đến nay đã thu hút 393 doanh nghiệp đến đầu tư và hoạt động với các ngành dịch vụ hiện đại như tài chính ngân hàng, tin học viễn thông, giao thông vận tải với gần 30.000 lao động, đóng góp cho ngân sách mỗi năm từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng. Từ một cái khu vực mà trước đây chủ yếu là ruộng lúa thì chúng ta đã xây dựng được một cái khu công nghệ cao
có thể nói như là có thể coi là đẹp nhất thành phố, có thể coi là đẹp nhất thành phố. Và trong đó thì những cái nhân lực lao động cũng là những cái sản phẩm dịch vụ mà do các cái doanh nghiệp làm ra. Tôi được biết là cho đến bây giờ gần đến 400 doanh nghiệp ở trong cụm, hầu hết làm trong lĩnh vực về công nghệ thông tin, tạo ra rất nhiều những cái sản phẩm dịch vụ cho xã hội, để thu nộp ngân sách, đóng góp cho quận cũng như cho thành phố rất là tốt. Quận Cầu Giấy đã vinh dự đón đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố về làm việc. Đặc biệt, đồng chí Hoàng Trung Hải đã tới thăm, chỉ đạo, định hướng tiếp tục phát triển khu công nghệ thông tin tập trung lên tầm cao mới. Cùng với các doanh nghiệp khác đóng góp vào sự phát triển của kinh tế quận là Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy. Sau 17 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, hàng năm, công ty đều nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Trong những năm qua, công ty đã giải quyết việc làm hàng trăm người lao động trong địa bàn quận đến làm việc tại công ty. Công ty hàng năm đã thực hiện nộp ngân sách cho quận và thành phố từ 15 đến 20 tỷ đồng trong một năm. Có thể nói, bằng những giải pháp đồng bộ, sự điều hành linh hoạt và chủ động, thu ngân sách hàng năm của quận tăng thu bình quân 10,96%. Kết quả sau 20 năm, thu ngân sách từ 35 tỷ năm 1998 lên tới hơn 6.200 tỷ năm 2016, tăng gần 180 lần. Và bắt đầu từ năm 2010, thì quận cũng đã là một trong những quận của thành phố là tự chủ về thu chi ngân sách, tự cân đối. Tức là thành phố, ngân sách thành phố không phải hỗ trợ. 2010-2015 đã xác định hướng phát triển chủ yếu của quận Cầu Giấy là dựa vào nội lực. Thế thì từ năm 2011 đến năm 2015 thì cái nguồn thu ngân sách của quận thì chủ yếu là nguồn thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Đến năm 2015 thì thu ngân sách của quận đã đạt đến 4.780 tỷ đồng. 20 năm qua, đô thị của quận Cầu Giấy được phát triển mạnh mẽ, tạo bước đột phá không chỉ trong quy hoạch mà trong thực hiện quy hoạch, đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế xã hội với xây dựng phát triển đô thị. Công tác đầu tư được tập trung triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, diện mạo không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị được thay đổi nhanh chóng. Nhiều tuyến đường giao thông chính quan trọng được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng, có tính chất quyết định cho sự phát triển vượt bậc về đô thị của quận, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cầu Giấy đã có 76 tuyến đường, phố được đặt tên, điển hình là tuyến đường Trần Duy Hưng, Trần Thái Tông, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt và 11 khu đô thị mới được hình thành, với 200 tòa nhà cao tầng, trong đó có 137 tòa nhà chung cư. Là quận có tốc độ đô thị hóa cao, áp lực dân số cơ học tăng nhanh với 8,29 vạn người năm 1997, đến nay đã lên đến trên 26 vạn người. Do vậy, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu đột phá, được thực hiện chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố và của quận. Chúng tôi phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và đối thoại với người dân có đất bị thu hồi, và từ đó thì người dân hiểu và ủng hộ dự án. Với những cái vướng mắc mà vượt thẩm quyền thì chúng tôi kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban quận để có văn bản báo cáo thành phố. Từ khi thành lập đến nay, toàn quận đã thực hiện giải phóng mặt bằng 154 dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó xây dựng trường học 17 dự án, hạ tầng kỹ thuật 54 dự án, xây dựng nhà văn hóa, nhà họp, đình, chùa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi, trụ sở làm việc 73 dự án, đang tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng 68 dự án. Giáo dục và đào tạo được xem là một trong những điểm sáng của quận Cầu Giấy sau 20 năm xây dựng và phát triển. Đến thời điểm này, quận Cầu Giấy đã có 88 cơ sở giáo dục, trong đó 35 trường đạt chuẩn quốc gia với hơn 60.000 học sinh. Từ khi thành lập, toàn quận có 357 lượt giáo viên giỏi toàn quốc và thành phố, 434 giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, 2.558 học sinh đạt giải cấp thành phố. 11 năm liên tục, ngành giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy được tặng cờ thi đua xuất sắc của thành phố. Trong 20 năm qua,
đã xây dựng mới và cải tạo nâng cấp 45 trường học, trong đó xây mới 25 trường học với tổng số kinh phí trên 2.000 tỷ đồng, đầu tư một số công trình giáo dục mang tính đột phá, mang thương hiệu quốc tế và khu vực. Điển hình là trường trung học cơ sở Nghĩa Tân được xây dựng với quy mô hiện đại và đồng bộ với kinh phí 374 tỷ đồng. Những thay đổi tích cực này đã được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, điều tạo nên sự khác biệt của ngành giáo dục quận Cầu Giấy đó chính là chính sách thu hút nhân tài. Chúng tôi nâng cái chất lượng giảng dạy, đó là bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và xứng đáng với cái sự tin tưởng của cấp trên và cái sự tin tưởng của phụ huynh học sinh. Trong những năm qua, quận Cầu Giấy chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở gắn liền với mục đích an sinh xã hội. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa một cách đồng bộ và hợp lý, phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi của nhân dân. Đến nay, toàn quận có 362 thiết chế văn hóa, trong đó có 139 nhà họp, nhà sinh hoạt cộng đồng, 20 bể bơi, 2 công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô và 82 sân chơi được lắp thiết bị luyện tập thể thao. Nhà truyền thống, thư viện, 8 trên 8 phường đã có trung tâm văn hóa thể thao. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh cả về chất lượng và số lượng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đạt kết quả cao các kỳ đại hội thể dục thể thao các cấp, phối hợp tổ chức thành công SEA Games 22 và Paragame năm 2003, Đại hội thể dục thể thao châu Á lần thứ 3 năm 2009. Cùng với thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy đã tổ chức thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội và các sự kiện trọng đại của thủ đô và đất nước. Công tác bảo tồn, tôn tạo nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và di tích cách mạng kháng chiến được quận quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách và xã hội hóa đạt nhiều kết quả. Việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đặc biệt là thực hiện chỉ thị 11 của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận và chuyển biến tích cực trong nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa được coi trọng đúng với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong 20 năm, đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho gần 87.000 lao động, giảm 1.446 hộ nghèo. Đến nay, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo. Xây dựng và bàn giao 42 nhà tình nghĩa, sửa chữa 171 nhà với tổng số kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Khám, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp lễ Tết 27 tháng 7 trị giá 5 tỷ đồng. Trao tặng 3.046 sổ tiết kiệm trị giá 2,2 tỷ đồng. Đề nghị nhà nước phong tặng và truy tặng cho 56 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện nay 4 mẹ còn sống. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được triển khai sâu rộng và toàn diện. Hàng năm, làm tốt công tác phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn vào dịp hè. Chất lượng khám, chữa bệnh được chú trọng, công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế được đẩy mạnh, mức độ hưởng thụ các dịch vụ y tế của người dân từng bước được cải thiện, mạng lưới y tế dự phòng, công tác phòng dịch được thực hiện thường xuyên, hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng tại phòng khám đa khoa quận, phục vụ nhân dân. 100% các phường có trạm y tế và đạt chuẩn quốc gia. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Coi trọng việc tuyển dụng, sắp xếp cán bộ công chức theo hướng chuẩn hóa, nâng cao năng lực trình độ, ý thức phục vụ nhân dân. Cơ chế một cửa liên thông trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc theo hướng đơn giản hóa, đã nhận được sự hài lòng thực sự của các tổ chức và nhân dân, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng vũ trang, công an, các ngành nội chính trong sạch vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công tác huấn luyện, diễn tập được duy trì thường xuyên, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quận luôn được đảm bảo, là cơ sở bảo đảm tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
20 năm qua thì cán bộ chiến sĩ công an quận Cầu Giấy đã chủ động tích cực tham mưu cho ban giám đốc công an thành phố, cho quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt và đã giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu và trực tiếp thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị và đảm bảo các cái sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn quận Cầu Giấy đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là đã kiềm phạm pháp hình sự đã được kiềm chế, không để các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, không để các điểm phức tạp về hình sự, ma túy, môi trường và tệ nạn xã hội. 20 năm qua, lực lượng vũ trang Cầu Giấy liên tục là đơn vị tiêu biểu của lực lượng vũ trang thành phố, được tặng thưởng 1 huy chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, 2 cờ thi đua của Chính phủ, 11 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Công an quận liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng và được tặng thưởng 1 huân chương quân công hạng 3, 2 huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2 và hạng 3, 2 huân chương chiến công hạng nhất và gần 5.600 lượt tập thể và cán bộ chiến sĩ được các cấp khen thưởng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, được duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Khi mới thành lập, Đảng bộ có 33 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 3.600 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ có 44 tổ chức cơ sở Đảng với gần 15.900 đảng viên. 20 năm, qua 5 kỳ đại hội, công tác xây dựng Đảng đã bám sát yêu cầu của từng giai đoạn, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chương trình công tác của thành ủy, của quận ủy. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, đã góp phần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12. Công tác dân vận được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được khẳng định. Chúng tôi giáo dục đảng viên phải phòng chống là một số biểu hiện chính như là chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi, dân chủ hình thức, cục bộ bản vị, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc, đòi hỏi của nhân dân. Cùng với các cấp ủy đảng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội luôn tăng cường đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, đảm nhận nhiều phần việc, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, giữ vững và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thì chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động, đặc biệt là nổi bật trong các cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri có chất lượng cao. Nhìn lại 20 năm xây dựng và phát triển, với dấu ấn đậm nét của 5 kỳ đại hội Đảng bộ quận, Cầu Giấy đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành quận trung tâm phía Tây của thủ đô, theo tinh thần nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa 12, với đô thị tập trung, hiện đại, kinh tế phát triển mạnh, đời sống nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Những thành tựu trên chặng đường 20 năm qua đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người dân và góp phần vào sự phát triển chung của thủ đô và đất nước. Với những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2002, Huân chương Lao động hạng 2 năm 2006, Huân chương Lao động hạng nhất năm 2011. Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận, nhân dân và quận Cầu Giấy vui mừng được đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 lần thứ 2 của Chủ tịch nước tặng thưởng và có thêm 20 công trình chào mừng. Ấn tượng nhất của tôi nhé, Cầu Giấy là gì? Đồng bộ tất cả các mặt, từ vấn đề đô thị nhé, xây dựng đô thị cho đến xây dựng con người văn minh thanh lịch nhé, cho đến vấn đề giáo dục ấy là điểm mạnh của thành phố. 20 năm là khoảng thời gian không dài trong bề dày lịch sử hơn 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và hơn 60 năm xây dựng và phát triển thủ đô, nhưng thật là đáng kể đối với một đời người.
đội ngũ cán bộ quận Cầu Giấy, ngoài các đồng chí hiện đang công tác tại quận, còn có đồng chí nay giữ các trọng trách cao hơn, có đồng chí đã chuyển công tác đến các đơn vị mới, có đồng chí nay đã nghỉ hưu. Tất cả đều chung những kỷ niệm tốt đẹp về tình đồng chí, đồng nghiệp, về một thời để nhớ, tràn ngập niềm vui, nụ cười, nhưng không ít vất vả, gian truân. Vui với cái vui chung, lo với nỗi lo chung. Những hình ảnh đẹp đẽ về tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, ý chí không ngừng phấn đấu đã vun đắp cho bề dày truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của quận. Nhìn lại 20 năm để hướng về phía trước, Đảng bộ chính quyền quận Cầu Giấy trân trọng, tự hào về những thành quả đạt được, nhưng vẫn luôn trăn trở trước những việc chưa làm được, những khó khăn, thách thức và những yêu cầu đặt ra trong công việc đổi mới thủ đô và đất nước. Để xây dựng quận Cầu Giấy trở thành vùng trọng điểm phát triển đô thị xanh sạch đẹp, là một trong những trung tâm thương mại dịch vụ hành chính của thủ đô, phát triển kinh tế bền vững, hài hòa, gắn với phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, cần có sự nỗ lực phấn đấu kiên trì bền bỉ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quận, phát huy tốt truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển. Quận Cầu Giấy với vị thế và tầm vóc mới, với khát vọng tràn đầy của tuổi 20 và ánh lửa từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận, đồng hành của nhân dân, nhất định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị những năm tiếp theo, xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời.